Đây là lô máy hàn nha các bạn. 350 nhá. Lắc đây nhá. Con này nhá. Copa nhá, 200S nhá. Lắc đây nhá các bạn. Lắc nhá. Con tiếp theo nhé, M1000 nhé. Con màu vàng này nhé. Rồi tới con này nữa, cũng là Coma nữa nhé. Đây là hai con Coma 200S nhé. Rồi, sau đây cái này nhé. Coma 200S 3 con nhá. Con này là con thứ tư nhá. 200S 4 con nhá. 4 con. Con này hàn cơ nhá, đai đen nhá. Con này hàn cơ nhá. Con này hàn cơ cái gì đây? 300 nhá. Con ở dưới này không biết hàn cái gì. Con này thiếu đồ nhá, thiếu tay quay bên ngoài. Rồi, lô kế bên nhá. BS250 một con nhá. Con này là con gì? Con này Plasma nhá. Plasma gì đây? D1000 nhá. Bên dưới nó là con máy hàn gì không chưa soi nhá. Cái bộ này là bộ gì? Rồi, con này. CO2 nhá. Con này CO2 1000 đến 1000 100V đến 115V nhá. Con này ID350RF nhé. Rồi, tổng lô có từng đây thôi nhé. Đây, chụp hình lại cho coi này. Ba kiện nhé. Bạn nào săn máy hàn thì liên hệ nhé. Còn con này nó cao to này, không biết con gì đây. Con này là UV này. Con này không biết điện bao nhiêu vôn. Con này là 200TX nhé. Bạn nào yêu cầu gửi hình ảnh mình sẽ gửi cho nhé. Mình một kiện này, hai kiện này, ba kiện nhé. Tất cả ba kiện để mình xem kỹ cho các bạn xem. Đây là đằng sau nhé. AC 200V nhé các bạn. AC 200V nhé. Con này AC 200V luôn. Một kiện này, hai kiện này, và ngoài kia một kiện nữa là ba nhé. Đây còn một con nữa là hiệu Hitachi này, Hitachi 200F nhé. Đây, cái đồ này cuốn thì để trên nóc này nhé. Đấy. Con này
thông số nằm đâu rồi để mình kiếm cho anh em xem ha. Con này là 250 nhá, hàn cơ nhá. Con này cũng 250 hàn cơ nhá. Đai đen. Hiệu đai đen. Con này hàn cái gì không biết luôn. Con này là DK300 ga tung nhá. Anh em nào biết qua máy hàn thì nhìn giúp nhá. Thì cái này là bán nguyên kiện nhá các bạn. Mua máy hàn thì bán máy hàn nguyên kiện nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm tới lô máy hàn này. Nếu mà cảm thấy kênh có hay thì các bạn đăng ký kênh và like cho mình một like. Xin cảm ơn các bạn nhiều nhá. Xin chào các bác nhé. Cảm ơn các bác là hôm nay em đã xuất được 3 kiện 3 lăng nhé. Đây hôm nay em đây, một sọt này, hai sọt này. Rồi. Sọt này sọt thứ 3 này. Rồi cảm ơn khách hàng đã ủng hộ em lô 3 lăng này nhá. Dạ. Cảm ơn khách hàng đã ủng hộ em lô 3 lăng này. Đây em giao 3 lăng cho bác tài xế này nhá. Dạ. Rồi cảm ơn các bác.